Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Văn Thắng Toyota. Hiện tại Thắng đang có mặt ở Toyota Hiroshima Tân Cảng, thành phố Hồ Chí Minh nha. Hôm nay thì trời vừa đổ cơn mưa và bên Thắng cũng vừa về một chiếc xe cực kỳ là đặc biệt luôn. Đặc biệt ở một chỗ là khi mà mua xe, chủ trước mua cái xe này về, quý anh chị đã tiến hành dán keo lại toàn xe luôn. Và hiện tại của cái xe này là nước sơn zin 100% luôn nha quý anh chị. Mấy anh em đang tiến hành tháo bỏ cái lớp keo ra để tiến hành sơn và đánh bóng này nọ lại cái xe nha. Thì xe này Thắng xin điểm lại thông tin một lần nữa. Đây là Toyota Innova 2.0e phiên bản số sàn, sản xuất 2018. Xe đi được 38.000 km, mang biển số Bình Dương và màu ngoại thất là màu xám lông chuột nha. 4 lớp zin theo xe, lớp dự phòng chưa hạ. Phụ kiện ngoài xe có dán phim che mưa chén cửa. Nói chung là phụ kiện khá là nhiều luôn á. Có 4 chắn bùng luôn rồi. Lớp zin. Lớp dự phòng này quý anh chị. Đây, đó lớp dự phòng chưa hạ nha. Xe rất là chỉnh chu luôn. Thì trong khoảng một tuần lễ đến 10 ngày nữa thì xe sẽ hoàn thiện câu kiểm tra chất lượng và làm đẹp nha. Thắng sẽ đi quay cảnh cái xe chưa làm gì hết để cho quý anh chị ta thấy thực tế. Bên trong xe nè, xe là ốc ác còn nguyên luôn, không cắn đụng tai nạn, không ngập nước, không tua đồng hồ nha. Đó, mấy anh em đang tiến hành tháo cái lớp keo của xe ra. Nói chung là chủ chức khá là kỹ luôn nha quý anh chị. Mua xe về và dán keo giống như mua xe máy mà đi dán keo vậy đó. Đó. Rồi để Thắng vô Thắng quay cái nội thất cho quý anh chị coi nha. Đây nội thất xe đây. Đó, xe thì đã được chủ lên bộ ghế da với hai tông màu kem và màu xanh nước biển. Đó, nhìn khá là đặc biệt luôn. Đó, xe thì có bao tay lái, có trải táp lô, có bọc trần, có trải sàn, lên đầu Android luôn này quý anh chị. Đầu Android tích hợp với camera hành trình phía trên nha. Đó. Cũng số km thực tế nè, 38.135 km. Nội thất rất là sạch sẽ luôn, mặc dù xe chưa có được làm cái gì hết. Đây, tem sản xuất 2018 luôn quý anh chị. Rồi, phía sau xe nè, có mấy cái ốp viền đèn nè, đã tháo ra rồi. Tại vì chắc gãy hay gì đó thì sẽ tiến hành tháo ra, bỏ luôn nha quý anh chị. Thì phụ kiện khi mà thu về á, những phụ kiện nào mà xấu mà hư á, công ty sẽ tiến hành tháo bỏ. Rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này bên công ty Thắng dự kiến chào bán mức giá là 630 triệu nha quý anh chị. Innova 2018 số sàn, đi được 38.000 km, giá dự kiến là 630 triệu. Nếu như quý anh chị ta quan tâm hãy gọi cho Thắng qua số điện thoại trên màn hình nha. Đồng thời thì bên Thắng cũng còn một số mẫu xe khác của Innova như là 27 nè, Innova số sàn 27 nè. Fortuner thì bên Thắng có Fortuner máy xăng số tự động 1 cầu, sản xuất 23, 24, 25 và 26 luôn nha quý anh chị. Vios có Vios 2020 số tự động, bản G. Antis gồm Cora Antis thì có Cora Antis 2020 nè, 2017 nè. Đó, rất là nhiều xe cũ luôn, cũng về và đi liên tục. Nếu như quý anh chị nào chúng ta đang cần tìm xe cũ á thì cứ liên hệ với Thắng đi, Thắng sẽ cập nhật những cái xe mà bên Thắng đang có để cho quý anh chị ta coi có xe nào vừa ý hay không. Vừa ý thì lên đây Thắng sẽ cho quý anh chị coi xe, lái thử cảm nhận rồi chúng ta đưa ra quyết định nha quý anh chị. Đồng thời thì bên Thắng cũng đang đẩy mạnh mua vào tất cả những xe cũ luôn của tất cả các hãng luôn, không chỉ riêng Toyota đâu. Mua của Kia nè, Mazda hay là Honda, Hyundai gì đó, chỉ cần xe của quý anh chị ta không lỡ là bên Thắng sẽ thu nha. Thì nếu như quý anh chị ta đang có những cái chiếc xe ô tô cũ không cần dùng nữa, muốn bán lại để mà cần tiền kinh doanh hay là để mà trả nợ ngân hàng hay là dư xài bán đi á, thì cứ liên hệ ba chỗ Thắng đi, Thắng sẽ tư vấn về cái thủ tục mua bán và định giá xe cũ miễn phí cho quý anh chị luôn. Cảm ơn quý anh chị đã xem clip review chiếc xe Innova trong buổi chiều ngày hôm nay của Thắng, và hẹn gặp lại quý anh chị ở những clip lần sau nha. Xin chào.